phương thượng trụ tam bảo, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô địa tạng bồ tát, nam mô tiên hóa bồ tát, nam mô hộ pháp tiêu tôn bồ tát. Con xin kính chuyên đọc kinh địa tạng bồ tát hộ niệm phẩm thứ bảy. Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện. Lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy khuyên tu thành đạo. Lúc đó ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng: Bánh Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong sáu đường, thân tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nhiều gặp phật sự lừa lần khổ thấm tục bắt đầu, còn gặp duyên sự bỏ ác lại lần thêm lớn. Những hàng người này như kẻ đi mang đá đi trong bùn lầy, càng nặng nề không lần càng khủng đủ không lần kiến đạo lụt lục sâu. Những hàng người này nếu gặp hàng thiền thấy thức đồ dùm đỏ bậc cho hoặc là đồ dùm đỏ bậc cả, bởi vì hàng thiết thức đó có sức khỏe rất mạnh, là còn khiến gặm nhiều được làm cho người đó mạnh lên. Nếu ra khỏi bùn lầy để lấy bằng phẳng rồi, phải xác nghĩ đến con đường hiệu sự đó mà đừng biết đâu đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đề làm việc ác, bắt đầu từ mạnh mẽ dần dần đến vô lượng. Để chúng dùng sanh theo quay khỏi cảnh lành đó, hằng chung mà cha mẹ hằng chúng tổ thuộc làm việc lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc đeo phong lòng, hoặc cấp đường dầu, hoặc việc đồng cung kinh, hoặc là cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc là niệm danh hiệu chữ Phật Bồ Tát, hoặc nắm nhiều bất chi Phật làm cho một danh hiệu thấu qua lập tán người đó, hoặc nói một cách nghe nghiệp từ theo nghiệp ác của người đó đã rơi vào suy tình định quả báo, sống nhờ hằng tính tưởng thuộc tứ tạo nhân luân thành đạo, cho nên tất cả tội tiểu phải đều tu sạch. Như sau khi người đó được chết trong 49 ngày vì người đó mà tu tạo Phật lành, thời có thể làm cho người đó được sinh quả trời, sinh là người thực sự rất vui sướng, mà những người thân thiện cũng được vô lượng lợi. Vì lẽ đó đến nay con đổi được Đức Thế Tôn trời đồng với thần tạo mọi chủng người, còn phía nhiên có lời khuyên bảo rằng: Chúng sanh quả nhiên phù đề, khi có người thân thiện mất phải tưởng thần diệt, có diệt hại diệt tạo nghiệp chẳng lành, cùng những tệ lệ của thần cầu cùng mới quả. Vì sao thế? Vì việc diệt hại cho định tệ lệ đó chẳng đáng lợi cho người, chỉ cả chỉ tạo thêm nghiệp duyên cho người đó nào thêm thôi. Giả sử đời trước hoặc đời này người đó đang không quả được sinh quả trời của người, nhưng bởi lúc lâm chung hàng thân tưởng tục tạo nghiệp chẳng lành, nên làm cho người đó bị ước lụy đổi biển chầm qua chuẩn lành thuộc là lúc sinh tưởng người đó chưa làm được phật lành, vì thế các nghiệp ác họ đã gây tạo ra mà họ bỏ khổ nơi địa ngục. Hàng thân tưởng thuộc họ bảo nơi ảo đạo, hàng thân tưởng thuộc tự nợ làm cho tội người đó nặng thêm. Cũng vì như có người xa xử đến việc đến thật là bao ngày đồ gạt trên vai nặng tâm cân, bỗng gặp kẻ lên cần gợi ích đồ vật nợ, vì thế làm cho người xa xử đó càng cũng đổ nặng nề thêm. Bậc Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đền làm việc bằng 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 sự lắm giọng được phục các đầy đủ tất cả chúng sanh đó đều từ mình lợi ích cả. Trường giả bạch hỏi: Khi Đức Phật, khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp phổ có một vị trưởng giả tên là Đại Diện. Vị trưởng giả này từ lâu chứng quả vô sanh thiền thân, trưởng giả của đồ chúng sanh tâm mười phương. Ông chấp tay cung kính thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong quả năm giới phù đề, nếu có người nào sắc bằng chúng mà hàng thân quyển kể lớn người nhỏ, như người chết đó tu cả công đức thiệt tác cũng dường tạo như vật lành, từ người chết đó có được lợi ích cũng được giải thoát chăng? Kẻ còn người mất để được lợi, ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Nay tôi vì chúng sanh ở hiện tại vị lai và nếu hóa thần Đức Phật mà nói lời việc đó, này ông trưởng giả, trong đời sau như có chúng sanh nào khi sắp mạng chúng mà nghe thấu danh hiệu của Đức Phật Bồ Tát, hoặc một danh hiệu của một bất chi Phật, không luận là cộng tội hay không tội, tất cả đều được giải thoát cả. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không làm việc lành mà lấy ghế để những tội ác, sau khi mạng chúng cha mẹ hàng thân thuận thuộc tu tạo phật lành, tu nhân thành đạo, thời trong bảy phần công đức, thời người chết đó nhiều đằng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người hiền lão tu tạo đó. Vì cơ thể trên đây những người tiền nam tiền nữ trong quả những nam nữ ở hiện tại vị lai, khi nghe lời nói vừa trên nên cố gắng tu hành mà tròn hợp phần công đức, con quỷ dị vô thường kia không hề mà đến thần hồn vô bộ mịt ngờ trong 49 ngày, nhưng ngay như biệt ở các tế sự đại biểu lột nghiệp quả. Khi mà chưa sau khi thập định xong thời bảy điều đó vào ác bạc, khi thập định xong thời kéo nghiệp mà họ lấy họ báo, khi mà chưa biệt ra làm sao đã 4 lần sau cuộc không đã đà bạc đạo thần hồn người chết đó chưa được thọ sanh. Trong 49 ngày trong món hàng thân quyển thuộc làm việc lành để cổ vực cho quá khoảng 49 ngày, cứ theo nghiệp mà thọ lại có báo. Nếu đó là kẻ có tội thời trải quá đáng nghìn năm, không lúc nào thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm tội vô dân, thời bài đòi vào địa ngục chỗ của trong nghìn chết mất kiếp. Là nhận đề ông trưởng giả. Như trong đời sống, trong quả dưới của đề như có chúng sanh gây tội phạm như thế mạng chung, mà hàng thân quyển cột nhục làm cái gì giúp phước lành cho người đó, trong lúc mà sướng sẵn đứa rồi hoặc đứa lúc cầm chờ để được rào ra được đáng rất như thử chứ nhân vật cùng tăng không được ăn được nữa, không tính sạch lượng thờ người chết đó chứ chẳng được mạch phước nào cả. Còn nếu như tính sạch lượng nhân vật cùng tăng thờ trong bài thờ công đức thờ người chết đó giờ đang một phần. Vì cơ thể đến đây những người trong quả dân của đề, khi cha mẹ thân kiểu mất nên làm cái cũng dường chỉ tâm của thật, những thời kẻ còn người mất để được lợi. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát loại lời này đến khi tài cũng trời đã lợi, có vô số na do tha quỷ thần phạt tâm bồ đề vô lượng, ông là điều vui mừng vấn lời dạy làm lễ mà lui ra.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, phẩm bài hết. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.